Chú đi bộ này là cha ruột của chú Tấn nha mọi người. Những cái người mà sư thầy chùa này tụng kinh toàn là sư quốc danh của phe bầy cộng sản không đó, chứ hoàn toàn không có ai mà thuần tí hết nha. Toàn bộ họ là chỉ là sư quốc danh thôi, quốc danh là của cộng sản nằm dùng cài vào đấy. Sư Minh Tiến là đại diện cho Bình Tân là... Tiến cũng cộng sản cài vô đó để cái như làm. Các bạn thấy trong quán cà phê không? Cộng sản ngồi cực kỳ đông nha, an ninh ngồi cực kỳ đông. Nhưng tôi không sợ, chúng tôi không sợ cộng sản, chúng tôi quay phim. Chỉ có sự dối trá và lừa bịp mới có thể là ngăn chặn được mọi người đi đám tang và ngăn chặn mọi người quay phim thôi. Nếu như ở một xã hội dân chủ minh bạch thì điều đó là sự hiển nhiên, là mọi người đều được công khai minh bạch về clip mà anh Tấn đã tự giận.
mọi người đang chuyển cái quan tài về xe kia nha. Của chú Tấn là đang là người mặc áo sơ mi sọc đang cầm quay máy nha mọi người. Còn cái chú mà mặc áo thun trắng đứng cái cây dù là anh ruột của chú Tấn. Nghe mọi người nói rằng là cái quan tài này sẽ được đưa lên tới trên tỉnh Vĩnh Long cách khoảng 34 cây số để mà đầu lại công lý cho anh Tấn. Có một an ninh đây đấy, họ nhìn dòng chừng hoài luôn. An ninh họ đứng rất là đông. Cũng hạnh nhiều.
cha của nạn nhân. Ủa đâu rồi? Ủa sao đi nói vậy? Ở bên nhà bên vợ nha mọi người. Còn nếu mà mọi người bình thường thì nó vẫn bình thường đấy, không vô được tại cái đường. Nói chung là chú Tấn thì chỉ là chôn thì cách nhau khoảng chừng 100m thôi, cho nên cũng không có gì gọi là đặc biệt hết.
Vậy cũng ăn hận nhiều. Cha của nạn nhân. Là lạnh ruột không? Ừ. Tay nè. Là cầm cái máy quay đấy ha. Tay. Em của chú Tấn là đang là người mặc áo sơ mi sọc đang cầm quay máy nha mọi người. Tay. Còn cái chú mà mặc áo thun trắng đứng cái cây dù là anh ruột của chú Tấn. Nghe mọi người nói rằng là cái quan tài này sẽ được đưa lên tới trên tỉnh Vĩnh Long cách khoảng 34 cây số để mà đòi lại công lý cho anh Tấn. Có một an ninh đây đấy, họ nhìn dòng chừng hoài luôn. An ninh họ đứng rất là đông. Đi bộ này là cha ruột của chú Tấn nha mọi người. Thank you.
sư thầy chùa này tụng kinh toàn là sư quốc danh của phe bầy cộng sản không đó, chứ hoàn toàn không có ai mà thuần tí hết nha. Toàn bộ họ là chỉ là sư quốc danh thôi, quốc danh là của cộng sản nằm dùng cài vào đấy. Sư Minh Tiến là đại diện cho Bình Tân là... Tiến cũng cộng sản cài vô đó để cứ như làm. Các bạn thấy trong quán cà phê không? Cộng sản ngồi cực kỳ đông nha, an ninh ngồi cực kỳ đông. Nếu tôi không sợ, chúng tôi không sợ cộng sản, chúng tôi quay phim. Chỉ có sự dối trá và lừa bịp mới có thể là ngăn chặn được mọi người đi đám tang và ngăn chặn mọi người quay phim thôi. Nếu như ở một xã hội dân chủ minh bạch thì điều đó là sự hiển nhiên, là mọi người đều được công khai minh bạch về clip mà anh Tấn đã tự dẫn. Mọi người đang chuyển cái quan tài về xe kia nha.